Có nổ rồi, có nổ rồi. Vẫn là cái thằng áo đỏ này. Đâu phụ trách cân cá rồi. Đúng là người thật nhìn cái rồi. 5 phút làm hai con. Hai con lẻ là con lên. Và bụng này còn chạy trời. Đấy, cái lại thằng áo đỏ này nữa, đâm ra hôm nay nó đỏ rực cả góc trời. Thằng Cần trốn vợ, thằng Cần trốn vợ hôm nay đang ở đây vớt cá nhá. Đừng ai nói thằng Cần đang ở đây nhá. Cân. Có lúc lại không? Đó, to hơn đấy. To hơn lúc lại. Lên trong hồ anh Hoàng. Đấy, đi câu nó phải thế. Vợ con và gia đình rất tự hào về Vinh. Vinh là đại diện cho thế hệ vừa cũ vừa mới của Ủy ban nhân dân xã Việt Vinh. Chắc của anh đây là cần thủ duy nhất của xã Việt Vinh. Đang định bảo cần thủ duy nhất của Vinh. Vinh là góp phần thúc đẩy phong trào câu cá của xã Việt Vinh lên một tầm cao mới. Cái tay của ông ấy, ông cứ thò cái tay ông không có kìm à? Mẹ về của mẹ nó quấy một phát như vậy. Cứ áo đỏ này, dép đỏ này, xong rồi phao đỏ này, lưỡi cũng đỏ này. Thấy chưa? Không hiểu đâu. Thế sao nó không đứt từ dưới hồ đi? Nguyên này còn bé, bò lâu. Cũng anh hỏi cái 2,5 chút không? Cầm năm nữa. Cầm... Đây anh vẫn còn rất nhiều. Chắc là anh dự định anh làm hết cái đống này, anh như vậy. Cái đống này để mình... Điền xong ấy. Điền xong đấy. Nhanh nhanh chết anh, ra nhốt nhiều cái, ra nhốt nhiều chết. Chết rồi, đã lên đây. Để em... Một cái cây sung đây, cây sung có chịu được không? Con này to hơn con kia đấy. Anh Thành chào mọi người, anh Thành ơi. Anh Thành đang trốn vợ đi câu. Thằng Cần trốn vợ đi cả đêm ở trên hồ nhá. Nó... Thôi tí nữa nó lên lại quay tiếp nhá.